Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. California sẽ dùng tiền Medi-Cal để xét nghiệm COVID-19 cho học sinh nghèo. Garden Grove có thể hạn chế diện tích cơi nới căn nhà ADU xuống còn 1.000 feet. Tập đoàn Foxconn của Đài Loan dự tính lập nhà máy sản xuất xe điện ở bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Cảnh sát chuẩn bị đối phó với việc Quốc hội Mỹ có nguy cơ bị tấn công. Chính quyền Biden trừng phạt Nga vì đầu độc lãnh tụ phe đối lập. Mexico muốn vay vaccine COVID-19 của Mỹ để chống dịch. Hai người Mỹ giúp cựu chủ tịch Nissan Motor trốn khỏi Nhật bị dẫn độ sang Tokyo. Đức chuẩn bị điều tàu chiến ra Biển Đông. 38 người biểu tình bị quân đội Miến Điện bắn chết trong một ngày. Tại Hà Nội, bé gái rơi từ tầng 12 chung cư đã cười đùa chuẩn bị xuất viện. Vượt Trung Quốc, Mỹ là khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam. Xin kính chào quý khán thính giả Nửa Vòng Trái Đất TV và tôi là Lan Anh, người sẽ đồng hành với quý vị trong tin nóng 24 giờ hôm nay. Mới đây, Thống đốc Newsom và Quốc hội California đạt thỏa thuận chi 6,6 tỷ đô la để giúp đỡ học sinh trong vấn đề học tập, sức khỏe tinh thần và nhu cầu giao tiếp xã hội, cung cấp dụng cụ bảo hộ cá nhân và tài trợ xét nghiệm COVID-19. Chính quyền Tổng thống Biden cho phép California dùng ngân sách Medicaid, ở California gọi là Medi-Cal, để thử COVID-19 cho học sinh nằm trong chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho người lợi tức thấp này. Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 sẽ hội đủ điều kiện. Theo thông cáo báo chí của Thống đốc Newsom, Medi-Cal là hệ thống bảo hiểm y tế chính cho hơn một nửa dân số California dưới 20 tuổi và cho 50% đến 55% học sinh của tiểu bang. Hội đồng thành phố Garden Grove hôm 23 tháng 2 vừa tạm thông qua một quy định hạn chế diện tích tối đa của một căn nhà phụ ADU 3 phòng ngủ chỉ còn 1.000 square feet thay vì 1.200 square feet như trước đây. Quyết định này được hội đồng thành phố bỏ phiếu với kết quả là 4 trên 3. Nghị viên Phát Bùi, đại diện khu vực 4 nói với Nhật báo Người Việt rằng ông đã bỏ phiếu chống để giữ quy định cũ là cho phép diện tích tối đa của căn nhà phụ là 1.200 square feet. Theo ông Phát, mục đích chính của việc giảm diện tích căn nhà phụ này là để giảm bớt số người ở. Thay vì xây 3 phòng ngủ, người ta chỉ xây 2 phòng thôi. Thành phố không muốn có quá đông người ở, gây ra tình trạng nhiều xe đậu hai bên đường trong các khu dân cư. Tôi hiểu chuyện này nhưng tôi không nghĩ là giảm diện tích căn nhà phụ sẽ giải quyết được vấn đề. Ông Phát Bùi nói, giảm diện tích xuống 1.000 square feet chỉ làm chỗ ở của cư dân chật chội hơn thôi. Tiếp theo là tin Hoa Kỳ và thế giới. Theo AP, ngày 24 tháng 2, tập đoàn sản xuất máy móc điện tử Đài Loan Foxconn cho biết đã ký hợp đồng với một công ty khởi nghiệp ở California để sản xuất xe hơi điện tại xưởng của họ ở tiểu bang Wisconsin. Chi tiết về thỏa thuận với hãng xe điện Fisker dự trù sẽ diễn ra trong những tháng tới. Tuyên bố của Foxconn không nói rõ ràng rằng nơi lập nhà máy có phải ở Mount Pleasant hay không, nhưng đồng thời cũng không bác bỏ yếu tố này. Đài CNBC cho biết cơ quan cảnh sát bảo vệ tòa nhà Quốc hội ngày 3 tháng 3 cho biết thu thập được tin tức tình báo cho thấy thứ năm tuần này có thể sẽ có một nhóm dân quân quá khích mở cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Cảnh sát Quốc hội đưa ra bản thông cáo cho biết họ rất quan tâm về nguồn tin này và giới hữu trách đang có các biện pháp chuẩn bị đối phó ngăn ngừa bạo động. Báo động này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Nội an và Sở Điều tra Liên bang FBI gửi một thông báo an ninh tới các cơ quan công lực cấp tiểu bang và địa phương, nói rằng một số nhóm quá khích nội địa đã thảo luận kế hoạch để chiếm lấy tòa nhà Quốc hội và bắt giữ các nhà lập pháp hôm 4 tháng 3. Ngày 2 tháng 3, chính quyền Biden loan báo việc trừng phạt các giới chức chính quyền Nga cũng như các công ty nhà nước liên hệ đến một vụ đầu độc lãnh tụ đối lập Nga Alexei Navalny bằng chất hóa học khiến ông này suýt chết. Giới chức chính phủ Mỹ hiện chưa cho biết danh tánh những người phía Nga trong danh sách trừng phạt. Phía Mỹ cũng loan báo trừng phạt 14 công ty nhà nước Nga có liên hệ đến việc sản xuất vũ khí sinh học và hóa học. Tình báo Mỹ đưa ra bản báo cáo cho biết họ tin rằng cơ quan tình báo Nga FSB đã dùng chất độc Novichok để hại ông Navalny hồi tháng 8 năm ngoái. Lệnh trừng phạt hôm thứ Ba là bước đầu trong các phản ứng của chính phủ Biden nhằm đáp lại các hành động gây bất ổn của phía Nga. Biện pháp trừng phạt cũng là hành động đầu tiên nhắm vào Nga của chính quyền Biden, vốn từng khẳng định rằng sẽ đối đầu với Tổng thống Nga Putin do chấn áp đối lập và mở các cuộc tấn công điện toán, gồm cả vụ tấn công các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp của Mỹ.
Theo Reuters, Tổng thống Mexico có cuộc nói chuyện trực tuyến với Tổng thống Mỹ Biden để hỏi vay vaccine COVID-19 cho quốc gia này chống dịch. Tổng thống Mexico Obrador thường xuyên kêu gọi các quốc gia giàu có thực hiện những phương thức cần thiết để bảo đảm cho những quốc gia nghèo hơn cũng có thể được cung cấp vaccine. Một giới chức Tòa Bạch Ốc biết, chúng tôi hoàn toàn mong đợi điều đó sẽ xảy ra. Nhưng trong lần thảo luận cởi mở về vấn đề này, ông Biden tỏ ý sẽ ưu tiên chích ngừa cho càng nhiều người Mỹ càng tốt. Hãng tin Reuters cho biết hai bố con người Mỹ bị cáo buộc giúp ông Carlos Ghosn, cựu chủ tịch Nissan Motor, trốn khỏi Nhật Bản bị dẫn độ sang Tokyo hôm 2 tháng 3 để các công tố viên Nhật hỏi cung và có khả năng bị buộc tội với án tù lên đến 3 năm. Theo một nhân chứng, chiếc máy bay chở cựu chiến binh lực lượng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ Michael Taylor và con trai ông là Peter, người bị chính quyền Mỹ cho dẫn độ hôm 1 tháng 3, đã hạ cánh xuống sân bay Narita của thủ đô Tokyo và hai nghi can được hộ tống lên xe cảnh sát chờ sẵn. Hai bố con ông Taylor sẽ không bị truy tố ngay lập tức, nhưng có khả năng sẽ phải đối mặt với cáo buộc sau khi có kết luận điều tra. Hai người đã bị bắt hôm mùng 2 tháng 3 vì tình nghi đã giúp ông Gons trốn khỏi Nhật trên một máy bay tư nhân bằng cách giấu ông Gons trong hành lý, trái với điều kiện tại ngoại của ông. Văn phòng công tố quận Tokyo cho biết trong một tuyên bố. Lần đầu tiên kể từ năm 2002, một tàu khu trục của Đức sẽ đi ngang qua Biển Đông vào mùa hè sắp tới. Tin này đã được các quan chức Đức xác nhận hôm thứ Ba mùng 1 tháng 3. Các quan chức Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Đức nói với Reuters rằng dự kiến tàu khu trục sẽ lên đường sang châu Á vào tháng 8 năm nay, đi ngang qua Biển Đông trên chặng về của hành trình, được coi như một hoạt động để khẳng định tự do hàng hải. Chuyến hải hành đánh dấu lần đầu tiên trong 19 năm một tàu chiến Đức đi ngang qua khu vực tranh chấp nơi Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ và xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo này, chống lại các tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei và Đài Loan. Liên Hiệp Quốc xác nhận ít nhất 38 người thiệt mạng ở Miến Điện hôm thứ Tư, mùng 3 tháng 3, ngày có nhiều người bị sát hại nhất kể từ khi biểu tình chống đảo Chánh nổ ra tháng trước. Theo BBC, quân đội Miến Điện bắn vào đám đông người biểu tình ở một vài thành phố và ít nhất hai trong số những nạn nhân có lẽ là thiếu niên. Bà Christine, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc ở Miến Điện nói thứ Tư vừa qua là ngày đẫm máu nhất kể từ khi xảy ra đảo Chánh hôm 1 tháng 2. Bà cũng cho hay có hơn 50 người thiệt mạng từ đó tới nay. Chuyển qua tin Việt Nam, tối 3 tháng 3 trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Lê Giang, khoa chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết hiện sức khỏe bé gái rơi từ tầng 12 chung cư đã ổn định. Theo bác sĩ Giang, hiện bé ăn được, ngủ được, không cần phải tiêm giảm đau và khớp háng đã được bó bột cố định. Bác sĩ cũng cho biết thêm rằng, trong tổn thương bé có bị một chút xẹp ở thùy dưới phổi, tuy nhiên hiện tại bé không còn khó thở, tỉnh táo, không nôn, tiếp xúc rất tốt. Bé có thể cười đùa, nói chuyện bình thường với mọi người. Ngày mai sẽ khám lại cho bé một lần nữa và có khả năng sẽ cho bé ra viện. Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng nông sản Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 2,4 tỷ đô la trong 2 tháng đầu năm nay. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được VN Express trích dẫn cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản trong tháng 1 và 2 của cả nước đạt gần 11 tỷ đô la. Trong đó, nông sản xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm 2,04 tỷ đô la và đây là mức tăng 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 33% thị phần. Trung Quốc là thị trường thứ hai nhập khẩu nông sản của Việt Nam. Vẫn theo số liệu thống kê trong 2 tháng đầu năm nay của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn được VN Express trích dẫn, nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường quốc gia láng giềng hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ước đạt 1,88 tỷ đô la. Hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc cũng có mức tăng tương đương với hàng xuất sang Mỹ khi đạt 57,9% và chiếm hơn 30,5% thị phần. Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt mức kỷ lục 79 tỷ đô la, trong khi chỉ nhập khẩu chưa đến 10 tỷ đô la trị giá hàng hóa từ Mỹ trong năm 2020. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, mức thâm hụt thương mại hơn 69,6 tỷ đô la cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 1992. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Bản tin của chúng tôi tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.